làm sao mua lại. Thôi mình hẹn nhau kiếp sau hả? Cả nhà thấy Nam Thư đẹp không? Mình hẹn nhau kiếp sau hả? Hẹn nhau kiếp sau nha. Tiếp quá. Hy vọng là sẽ có một cái sản phẩm nào đó để mà cho Nam Thư cùng tham gia với đoàn trường. Yeah, ví dụ em làm nhạc, em làm phim phổ trang, em mời anh hát nhạc phim em hát không? Hát em quay MV cho anh luôn. Được. Em quay MV cho anh luôn. Để em tặng anh MV đó, anh hát kênh anh luôn. Được không? Đã quá. Thiệt không? Thiệt. Thiệt, thiệt. Em nói thiệt nha, cho anh em có dự án phổ trang đó. Là anh nói chung là làm miễn phí với lại Thư. Giờ mà làm Minh Dự đúng không? Sao anh Minh Dự mà anh đi coi kịch đúng không? Giờ ngày 19 là anh rảnh không? Có 19 em mời đi coi kịch, coi em diễn. Ở đâu? Ở sân khấu với trẻ, em diễn chung với Dự mà. À cái đó luôn đó. Mà em diễn vở khác. Dạ. Bởi gì? Nhưng mà bữa đó anh tới là vì em chứ không phải vì Minh Dự. Được không? Lần này là vì năm tư. 19. 19 tháng 3. Nhưng mà... Đợi lát không? Lát anh coi lịch diễn. Bây giờ mình kết bạn Facebook. Hỏi đâu rồi? Hỏi đâu rồi? Em sẽ nhắc anh nha. Em nhắc anh nha. Anh nha. Em có cần nhắc mắt quần gì không? Còn mấy em bé luôn dễ thương nghè đồ. Được không? Điện thoại của mình anh coi à, không cần mắt quần. Để em biết cho Nam Thư Trần. Đây. Nhưng mà anh đi coi là vì em, đi coi vì Vinh Dự nha. Có rồi phải không? Ủa đâu có? Em theo dõi anh đâu mà không kết bạn được. Đây. Anh kết em đi chứ em không kết anh được. Cái gì vậy? Vợ gì? Ngược gió. Hài hay là Bi? Bi hài kịch. Có em nè, anh Quang Tuấn, Hoàng Phi, anh Tiểu Bảo Quốc. Nhưng mà chắc chắn là cái bữa anh coi nó hay hơn của bữa anh coi. Bữa là... là hài, đây là bi hài. Bi hài kịch. Bi hài kịch. Hay hơn. Minh Dự, trời ơi. Nhưng em mét dự, mét dự. Em chưa kiếm ra. Đang trực phạm. Em muốn đang trực phạm nha. Dạ. Trời ơi. Thấy em chưa? Chụp lại. Em thấy rồi. Thấy rồi, em thấy rồi. Em chụp lại. Xác nhận. Đó. Tôi là bạn rồi đó. Dạ nè, em thấy anh cũng chơi top nữa, anh chơi quá trời xuất sắc luôn. Ủa, em thấy anh gì có follow em á? Có không? Anh coi coi. Em đâu follow anh đâu. Dạ, bây giờ xin lỗi. Anh đang trường phải không? Anh đang trường. Đúng rồi, Trần Nam Thư phải không? Vậy là có follow rồi. Chưa, follow sẵn rồi, thấy chưa? Thiệt á. Thấy chưa? Em hư quá. Hư quá. Hư quá. Trời ơi, cái mạnh quá vậy. Mạnh đâu mà. Anh có định cover lại mấy cái bài nhạc của ai chưa thấy không? Có. Đang anh có cover lại bài Áo Mộng Tình Yêu không? Em sao cao anh? Anh bỏ chị Lý Hoàng quên. Chuyện tình xa nơi gia đình đó. Bỏ chị Lý Hoàng quên. Ok, đi kiểm tra. Yeah. Nhưng mà anh làm lại mấy bài nhạc hoa chưa? Có, đang làm dự án, tháng 4 mới quay Đà Lạt. Mà nãy anh chạy đường đây không trang không ạ? Sợ anh nắng lắm. Tham gia cho vui mà nè, tham gia phải chưa cần tụi nhọc chút xíu. Em bắt đầu có cảm giác đang chưa? Em gửi cái sụp này về cho anh Hưng nè nha. Ok, anh Hưng em xin lỗi. Ủa em lên trước nè, em lên trước nè.